Rồi mẹ Cát Tiên thử thách kính chào mọi người nha. Hiện tại thì chiều nay thì cũng sắp tới giờ dọn hoa rồi mọi người ơi. Thì tại đây thì cũng có chỗ khán giả lên cuối một của năm. Hôm nay hay vắng hơn ngày hôm qua, thì hôm qua thì rất là đông. Chiều nay thì thấy trên bàn thờ rất nhiều bánh trái luôn ha. Rất là nhiều trái cây luôn mọi người ha. Đó, bay quá trời luôn, đèn đầy trái cây với lại bánh bía, hoa rất là nhiều, bia, đó, rất là nhiều hoa đây, vỏ trái cây đó nè, thấy không? Đó. Đây, nghe công thiệu đây thì cũng có bà ở đây, bà cũng với lại rất nhiều khi nhớ đến cậu năm, xem những quả tuồng của năm mọi người. Sự mà nói thì rất là xúc động khi mà nghe lời chia sẻ của bà, rất là buồn ha. Nói chung ra thì ai cũng có một sự yêu mến một thần tượng của mình, nhưng mà thần tượng mà của cậu Năm thì mọi người đều rất là xúc động. Tại hồi xưa thì không có ai mà có tivi đâu, chỉ nghe cải lương qua những cái radio hoặc là những cái thời xưa mà đài FM mọi người. Thì đây cũng giống như là một cái kỷ niệm đó, rất là nhiều người chứ không phải là của riêng ai. Hồi xưa thì xài tivi trắng đen á, xây anten á, mọi người biết là quay phải xây phải cái vịn lại mà buông ra thì nó học é không. Hồi xưa muốn coi thì phải đúng giờ mới có được cải lương, chứ không phải bây giờ mở YouTube lên ha, mở lên là có cải lương. Xưa cải lương rất là hiếm, phải chờ giờ mà vụt mất thì rồi là không nghe được, không có tua lại được, chỉ mất đi cái bở đó. Mình sẽ chờ gạo mới thôi, chứ không có mà cái gọi là tuần đó sẽ quay trở lại với mình. Rồi chắc có lẽ thì cũng kết thúc video của chú bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn video sau. Mọi người xem cho mẹ có thử thách một like và đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.